Mang trong quốc dân U60 Phận Xì Tin, diện áo crop top, quần mọc gang tay, quẩy tưng bừng trong lớp, bát trang cực chất, cần đẹp mọi phong cách. Nhạc lên! Ở tuổi U60, cô Hạnh Nguyễn vẫn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì ngoại hình thon gọn, làn da săn chắc, hot TikToker, còn có thể nhảy được cực điêu luyện trên sân khấu, không thua kém dancer nào. Trên TikTok, dân tình truyền tay nhau một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc tém, chiếc quần short năng động nhảy cực sung trong lớp. Nhìn những động tác điêu luyện và dẻo dai của cô khiến ai cũng nhầm tưởng là dancer chuyên nghiệp. Với thần thái vô cùng tự tin, cô dường như khuấy đảo cả khán phòng. Khi mọi người thắc mắc đây là nhân vật nào thì tấm bảng phía sau hiện lên dòng chữ chào Hạnh Nguyễn cùng bức ảnh chiếc áo dài xanh thân thuộc, thì ai nấy đều phỏng à vì thì ra là người quen. Theo đó, đây là cô Hồng Hạnh từng gây sốt với câu chuyện chấp nhận con dâu có 3 con riêng và sẵn sàng nuôi luôn cháu người ta. Trên sóng truyền hình, người phụ nữ U60 xuất hiện với mái tóc bạch kim cắt ngắn cá tính, đi cùng với đó là điệu nhảy quen thuộc nên nhận ngay về sự chú ý của tất cả khán giả. Cô Hồng Hạnh đã cho phép con trai của mình kết hôn với người phụ nữ đã từng 3 lần sinh nở. Chia sẻ trong chương trình, quan điểm hiện đại này đã khiến cho ai nghe xong cũng xúc động và ngưỡng mộ. Chính vì thế, quý bà U60 nhanh chóng trở thành gương mặt hot trên mạng xã hội và được fan ưu ái đặt cho cái tên mẹ chồng quốc dân. Không chỉ bao dung với quá khứ của con dâu, mẹ chồng Hạnh Nguyễn còn cưng chiều hết mực. Thanh Tâm còn thừa nhận trên sóng truyền hình, lúc em mang thai, mẹ chồng không cho làm gì hết, suốt ngày nấu cháo cá chép cho ăn, quần áo là mẹ giặt hết. Thậm chí bà xui hết nhất TikTok còn hài hước bật mí nhiều lúc xúi con dâu đánh chồng, bỏ qua ở cùng mình nếu con trai làm gì không tốt. Điều này khiến khán giả một phen ngã ngửa vì sự bá đạo của người mẹ này. Bên cạnh đó, TikToker U60 cũng nghiêm khắc trong việc dạy con dâu, sẵn lòng đón cô qua phòng mình ngủ nếu giận chồng, chứ tuyệt đối không được bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Điều này sẽ khiến ông bà thông gia hoang mang và ám ảnh về lần đổ vỡ trước đó. Bất ngờ hơn, cô là một hot TikToker thu hút cả triệu lượt theo dõi, chủ nhân của kênh Hạnh Nguyễn. Quý bà này được mọi người nhớ đến với hình ảnh dễ thương cùng điệu nhảy muôn nơi, hình ảnh mẹ chồng quốc dân trong mắt mọi người là luôn vui vẻ hòa đồng. Thế nhưng bà cũng không ít lần chia sẻ bản thân mất ngủ vì những bình luận trái chiều từ phía khán giả. Mẹ chồng quốc dân từng xóa TikTok đến 5 lần, tuy nhiên sau đó được mọi người động viên và tải lại. Nói về cơ duyên đến với cái clip triệu view, cô Hồng Hạnh bộc bạch, mùa giãn cách ở nhà tập thể dục nhưng nghỉ tập một mình thì hơi chán nên tôi tìm cách để mọi người tập trung. Lúc đó con gái ở xa mới về động viên mẹ đăng tải clip lên TikTok để mọi người xem cùng cho vui. Không ngờ nhận được nhiều quan tâm của mọi người. Cô luôn quan niệm bản thân làm những điều mình thích miễn là không hại đến ai. Mẹ chồng chấp nhận con dâu 3 con, mặc crop top nhảy cực sung. Bà luôn khiến khán giả phải ngưỡng mộ vì sự trẻ trung khi gần chạm mốc 60 tuổi. Dù chưa từng tham gia lớp diễn xuất nào trước đó, nhưng mọi clip của Hồng Hạnh luôn khiến khán giả cười nghiêng ngả bởi lối diễn tự nhiên, hài hước. Bước qua tuổi U60, mẹ chồng quốc dân vẫn luôn tươi trẻ và tràn đầy năng lượng. Cô cũng thường chia sẻ về những khoảnh khắc hàng ngày bên con cháu, bắt mọi trend hot hit không thua kém gì các bạn trẻ. Rất nhiều người cảm thấy thích thú và khẳng định bà mang đến một nguồn năng lượng tích cực, luôn lạc quan yêu đời. Nếu như lần đầu gặp mặt, có ai có thể nhận ra mẹ chồng quốc dân đã đến tuổi xế chiều, bởi từ làn da đến vóc dáng đều như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Chia sẻ về bí quyết của mình, cô Hồng Hạnh chỉ thường xuyên tập thể dục, bổ sung cho sức khỏe bằng các loại thực phẩm lành mạnh. Bên cạnh đó, gu thời trang của cô cũng trẻ trung và khuynh ngầu, từ quần short, áo ba lỗ, đầm body hay áo dài, bà đều cân đẹp. Nguồn năng lượng tích cực mà hot TikToker này đem lại khiến cho ai cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Ở tuổi 60, cái ngưỡng mà nhiều người nghĩ sức khỏe đã giảm sút quây quần bên con cháu, thì cô Hồng Hạnh luôn mang đến cho mọi người một niềm vui tươi mới. Dân tình hy vọng bà luôn khỏe mạnh và cho ra mắt loạt sản phẩm mang tính giải trí.